tiếp theo là kèo hạng anh em. Phía gần Hiếu sân 10m, phía xa Toàn sân 9m. Trận này đánh khá nhiều ha, nhưng mà Duy chưa lên được, tại vì lần trước nhạt nhiều quá, Duy chưa làm kịp. Tám tới. Rồi, không. Tám tới. Thiếu 10m nha anh em. Toàn 9m. Điểm toàn 1-0. Hôm trước đánh toàn 9 điều không à? Mời tới toàn 9 điều không? Bốn ngoài 1 điều. Vậy mình cũng chạy vô cái kẻ đột phá thì... một điều. Hay quá. Bốn ngoài 2-3. Ngoài tiếp tục 3 đều. Điểm điểm lên Toàn ơi. 3 đều. Điểm điểm rồi mới phát. 2-3. Để hơi cãi mất công. 2-3. 3 đều. 2-3 đó, chưa có tốt thầy. 3 đều. Bốn ba. Bốn ngoài 5-3. Quay 6-3. Rồi. 7-3.
bóng ngoài, kết thúc. Hiếu giành chiến thắng. 8-3. Tiếp theo sẽ là trận đấu 4m 5m.